chuyện gì muốn nói với nhau, giống như là anh đừng có yêu anh ấy, anh hãy yêu em đi, để nhìn em đi, đừng để ý anh ấy nữa. Chuyện tình ba người, chuyện tình ba người đó. Trời ơi, Thủy ơi, chị đang ế mà em làm mất hy vọng quá vậy. Chứ bây giờ chị thấy đâu, tự nhiên đứng kỳ vậy. Ví dụ như ta đứng mọi người mỗi dáng ta nhìn thẳng ra đi, tự nhiên sao vậy? Em không ngờ chị Thủy luôn á, cái trí tưởng tượng chỉ bay xa, bay cao như vậy. Thường thì mấy chàng thơ nói nhiều là không có làm nhiều. Mấy người mà càng nói nhiều thì mấy người nó lại càng làm ngược lại cơ. Thường mấy người nói nhiều thì cũng không yêu nhiều đâu. Chị thấy em có một rùi phải không? Trời ơi, thấy một rùi luôn. Một rùi ngay mũi. Rồi tốt lắm, tướng số tốt hả? Thủy Thủy, chị có một rùi ngay sao? Một rùi đây hả chị? Ăn nhiều. Ăn nhiều. Rồi. Chúng ta trở về với chương trình. Bạn ấy đứng mỏi chân trái lắm rồi. Mà diễn viên cũng đâu có cần hình thể đâu đó. Thấy dạ như lại Vinh đó. Thấy dạ như lại Vinh đó. Thấy dạ như lại Vinh đó. Ủa thì nói vậy là sao chị Thủy? Thì ý là nó cũng không phải là quá là kiểu thấy không, ăn cực cố vô đây người ta nói mình bây giờ là diễn viên không cần hình thể vậy. Ai ăn, ai ăn đem lên chú ăn ké. Nhưng mà đừng để mập nhanh phân nha. Đừng để mập nhanh phân nha. Dạ dạ, thuốc thuốc đâu. Anh bị gì? Đâu ở cái dao ra. Ai da, gì đâu mà đâm dữ vậy ta. Bạn ơi, là trước kia bạn học rồi. Đừng nhìn vô mắt. Dạ dạ, không có chuyện. Không phải là có một cái khí chất gì đó mà nhìn vô mắt sợ. Rồi tự nhiên tôi quéo lại. Công an. Tôi sợ hồi đó, tôi sợ công an. Tôi biết tôi làm nghề gì mà tôi sợ công an dễ sợ. Anh trộm mới nhìn sợ lắm. Ủa mà tôi nhìn vô mắt bạn này bình thường mà sao bạn giả kỳ với người ta? Tại vì chị chưa có phốt với công an chị ơi. Em là em mê trai thôi chứ không có gì. Chị xuống nha. Tại ngày xưa anh Đức chú thật cũng nghe đầu cũng có thi công an mà rớt. Tại ngày xưa anh Đức chú thật cũng nghe đầu cũng có thi công an mà rớt.